Chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại khu vực Đông Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Sang ngày mai tại khu vực này có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 55 đến 65%. Ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên, ngày mai vẫn tiếp diễn tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 50 đến 60%. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Ngày mai ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rông, nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 22 đến 32 độ C. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Như thường lệ, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Khu vực quần đảo Hoàng Sa được dự báo tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa được dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, tại thủ đô Hà Nội ngày mai tiếp tục có nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 30 đến 38 độ. Ngày đầu tuần thì quý vị nên lưu ý chuẩn bị kỹ tư trang chống nắng trước khi ra khỏi nhà, bổ sung nước và chế độ dinh dưỡng để bảo vệ cơ thể trước nắng nóng. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.